Tính đến lúc này, bão số 3 đã làm 24 người thiệt mạng và mất tích, ở trong đó 9 người thiệt mạng do bão, 12 người thiệt mạng do sạt lở đất, 3 người thiệt mạng do lũ cuốn, 229 người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 25 tàu thuyền bị chìm, gần 110.000 hecta lúa, gần 18.000 hecta hoa màu bị ngập úng và bị thiệt hại, trên 1.100 lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng hoặc bị cuốn trôi. Để nói về thiệt hại của cơn bão số 3 thì sáng nay, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ biết thốt lên: thảm họa. Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bão số 3 làm hơn 14.000 cây gãy đổ, tức là khoảng 1/10 tổng số cây xanh trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thì cơn bão số 3 đi qua đã khiến cho 2 triệu khách hàng bị cắt điện tại các địa phương. Trong những ngày vừa qua, có lẽ điều mà mọi người dân Việt Nam dành nhiều sự chú ý nhất chính là những tin tức xung quanh bão Yagi, cơn bão được đánh giá là mạnh nhất Biển Đông trong vòng 3 thập kỷ qua. Mặc dù hiện tại bão đã tan, nhưng hậu quả mà nó để lại thì chắc chắn phải trong một thời gian dài nữa mới có thể khắc phục được hoàn toàn. Tuy chỉ kéo dài vài ngày, nhưng chừng đó đã là quá đủ để bão Yagi gây ra vô số thiệt hại khủng khiếp về cả người lẫn của ở các tỉnh thành phía Bắc. Trong video này của Spider Room, hãy cùng một lần nữa nhìn lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày bão Yagi đổ bộ và hoành hành. Những thiệt hại do bão gây ra đúng là rất lớn, nhưng chính trong những lúc hoạn nạn và khó khăn, chúng ta lại được chứng kiến những câu chuyện thấm đẫm tình người về sự giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Thế mới thực đúng là bão tuy lớn nhưng không thể lớn hơn tinh thần san sẻ đỡ đần của người với người. Hãy cùng bắt đầu thôi. Theo các cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá, cơn bão số 3 có tên quốc tế là bão Yagi được cho là siêu bão mạnh nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Tối ngày 1 tháng 9, bão Yagi hình thành ở trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines. Sáng ngày 2 tháng 9, bão vượt qua khu vực phía bắc đảo Luzon ngoài khơi Philippines, sau đó đi vào khu vực phía đông của Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 năm 2024. Chỉ sau khoảng 2 ngày, từ cấp 8, bão đã tăng 7 cấp. Và đến 10 giờ sáng ngày 5 tháng 9, bão số 3 đạt cường độ cực đại cấp siêu bão, cấp 16 giật trên cấp 17. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là cơn bão mạnh nhất, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Bão số 3 luôn duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi đi vào vùng ven vịnh phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó bão số 3 di chuyển vào vùng vịnh Bắc Bộ. Lúc này, bão đã mạnh lên cấp 13-14, gió giật trên cấp 16. Khi bình minh ngày 7 tháng 9 vừa ló dạng, người dân các tỉnh ven biển miền Bắc đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Quảng Ninh và Hải Phòng trở thành những địa điểm đầu tiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Lúc 10 giờ ngày 7 tháng 9, cửa biển Quảng Ninh mù mịt không còn nhìn thấy chân trời. Sóng biển chồm cao, táp vào những khuôn mặt ngư dân vẫn còn nán lại ở chợ bến cá Hạ Long. Bên trong thành phố Hạ Long, những mái tôn đã không chịu nổi sức gió bay vèo vèo, kêu chát chúa trên mặt đường nhựa. Sau tôn đến các cửa kính cao ốc đã bị gió cuốn bay từng mảng. Gió lùa qua khe cửa sổ tạo ra những tiếng rít ghê người. Trong vòng vài giờ, các ô kính đen ánh than của Bảo tàng Quảng Ninh bị gió bão giật vỡ. Phía bên kia quảng trường, khối kiến trúc độc đáo nhất thành phố là cung cá heo cũng đã bị gió xé toạc lớp mái nhôm. Cả một vùng vịnh biển với những khối đá vôi dựng lên như thành vách là không đủ để che chắn cho Hạ Long trước sức gió khủng khiếp của bão Yagi. Nhiều cột điện trong thành phố đã đổ ngã, nhà dân tốc mái hàng loạt, các thân cây đổ rạp chắn ngang đường khiến cho giao thông đình trệ. Trong lúc cơn bão càn quét Quảng Ninh, người dân Hải Phòng cũng cảm nhận được sức gió dữ dội. Trưa ngày 7 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phát lệnh cấm phương tiện qua cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Kiền, cầu Tân Vũ, Lạch Huyện và cầu Bến Rừng. Dọc đường Nguyễn Hữu Cầu, tuyến đường chính của quận, cây cối và biển quảng cáo gãy đổ la liệt. Đáng chú ý, nhiều cột đèn bằng kim loại cũng đã bị gió quật đổ do trên cột treo nhiều hộp quảng cáo và các vật trang trí. Đến chiều cùng ngày, điện bị cắt tại nhiều nơi trong thành phố Hải Phòng. Sóng điện thoại và mạng Internet cũng bị gián đoạn. Tại khu công nghiệp Đồ Sơn, nhiều nhà xưởng bị tốc mái, khiến hàng hóa bên trong bị hư hỏng.
Trên đường phố Hải Phòng, lực lượng chức năng và người dân tất tả khắc phục hậu quả sau bão. Ưu tiên số 1 là giải tỏa lòng đường để phương tiện lưu thông, tiếp đến là dọn dẹp phế liệu, thu gom tài sản đã bị bão thổi bay. Sau khi quét qua các tỉnh ven biển, bão Yagi tiếp tục gây nhiều thiệt hại trên địa bàn Hải Dương, Hưng Yên rồi đổ bộ vào thủ đô Hà Nội. Trước đó, khi cơn bão còn chưa vào, Hà Nội đã ghi nhận người tử vong vì cây xanh gãy đổ sau một trận mưa dông. Khi bão tới, cả thành phố ngổn ngang cây đổ, thêm một người tử vong vì bị cây đè. Trưa ngày 7 tháng 9, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng tại Hà Nội, bao gồm tàu điện, xe buýt ngừng hoạt động. Đến chiều ngày 7 tháng 9, người dân thủ đô bắt đầu cảm nhận được sức gió khủng khiếp từ cơn bão. Dù đã ma sát với đất liền và giảm cấp đáng kể, sức gió của bão vẫn quá sức chống chịu của cây cối và nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn thủ đô. Do ảnh hưởng của dông lốc mưa bão tối ngày 7 tháng 9, một số nơi ở Hà Nội bị mất điện diện rộng. Trên địa bàn thành phố, một số căn nhà cấp 4 bị bão đánh sập. Người dân chung cư cũng gặp nhiều sự cố như là sập trần, bung cửa kính, nước mưa tràn vào nhà. Đối mặt với bão Yagi, không thể nói là thiếu cảnh báo trước hay là chuẩn bị không chú đáo. Nhưng với quy mô và cường độ quá lớn, thiệt hại mà cơn bão gây ra vẫn cực kỳ nặng nề với các quốc gia chịu ảnh hưởng. Tại Việt Nam, siêu bão Yagi ảnh hưởng trực tiếp đến 26 tỉnh thành khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh và thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội. Tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì vào sáng ngày 8 tháng 9 cho biết, đã có 25 tàu bị chìm, hơn 3.279 nhà hư hỏng, chục ngàn cây xanh đổ, gãy, bật gốc. Tính đến chiều ngày 9 tháng 9, thương vong do bão Yagi tăng lên đến 64, trong đó 49 người chết do sạt lở đất, lũ quét. Miền núi phía Bắc tiếp tục mưa lớn và lũ dâng cao. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 14 giờ ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã làm hơn 120.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hư hại sau bão. 5.000 hecta cây ăn quả ở Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên bị hư hại. Hàng vạn cây xanh ở miền Bắc bị gãy đổ, riêng Hà Nội là khoảng 17.000 cây. 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Nhiều cột điện và viễn thông bị gãy đổ, 5 đoạn đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 57 đường dây 110 kV. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương bị mất điện, mất liên lạc ở trên diện rộng. 7.394 ngôi nhà bị hư hỏng. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ. Thiệt hại mà bão Yagi gây ra vốn đã nặng nề, nhưng trong công cuộc khắc phục những hậu quả mà bão để lại lại càng phức tạp và khó khăn hơn. Tại Hà Nội, ngay sau cơn bão, các cơ quan địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị tập trung để khắc phục hậu quả cơn bão gây ra. Lực lượng đoàn viên thanh niên thủ đô sáng ngày 8 tháng 9 đã phối hợp các lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, thăm hỏi những người già neo đơn, hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa, hỗ trợ và đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rạng sáng ngày 8 tháng 9 điều động 400 cán bộ, chiến sĩ và 14 phương tiện chuyên dùng của lực lượng chủ lực phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp địa phương khắc phục hậu quả cây đổ tại 8 quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ giúp nhân dân thu hoạch hoa màu các vùng ngập úng, thăm hỏi và động viên các gia đình gặp nạn. Bên cạnh Hà Nội thì Hải Phòng và Quảng Ninh là hai tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão Yagi, đặc biệt là Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng. Ngay từ sáng ngày 8 tháng 9, phần lớn người dân thành phố Hạ Long đã đổ ra đường, ra ngõ bắt tay và dọn dẹp đường phố, khơi thông cống rãnh nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão. Người chặt cây, người vác cành, người quét dọn để nhanh chóng thu gọn cây đổ, tôn bay, sắt thép bên đường để ngõ phố thông thoáng, xe cộ đi lại thuận lợi. Đến 9 giờ ngày 8 tháng 9 thì nhiều đường phố, ngõ xóm của Hạ Long đã thông thoáng, phương tiện đi lại bình thường. Cùng với nhân dân, sáng ngày 8 tháng 9, các lực lượng, đơn vị, chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm cùng nhân dân tập trung khắc phục hậu quả. Theo tin của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, sáng ngày 8 tháng 9,
các lực lượng chức năng của huyện đã tìm kiếm được 6 người mất tích trên biển. Đây là những công nhân trông coi các bè nuôi trồng thủy sản. Hiện sức khỏe của những người này vẫn đều ổn định. Thông tin ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh thì các lực lượng chức năng đã cứu được 46 người bị mắc kẹt trên các tuyến biển đảo. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì, triển khai lực lượng với quy mô lớn. Tuy bão đã tan, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh núi phía Bắc. Đến sáng ngày 9 tháng 9, mưa to kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc như là Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang bị sạt lở và ách tắc. Song song cùng với đó, mưa lũ cũng dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Nhiều khu vực ngập úng trầm trọng. Tại Cao Bằng, vào sáng ngày 9 tháng 9, mưa to kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất của tỉnh bị sạt lở, ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của tỉnh. Đặc biệt tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, có hai xe bao gồm một xe khách và một xe gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy hai xe bị lũ cuốn trôi cùng hai người đã tử vong. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được số lượng và danh tính những người đi trên hai xe trên. Theo thông tin sơ bộ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, trong đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9 tháng 9 đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh. Trong đó nghiêm trọng nhất là ở huyện Nguyên Bình khiến cho một người chết, 3 người bị thương và 20 người mất tích. Toàn tỉnh có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. 326 nhà bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Cao Bằng đang huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và lên phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tại Lào Cai thì vào trưa ngày 9 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã đưa ra thông tin rằng trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đá làm đổ sập một ngôi nhà, vùi lấp làm 5 người chết và khiến cho một người bị thương. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ cứu giúp nạn nhân. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 5 nạn nhân. Như vậy, đến trưa ngày 9 tháng 9, tại Lào Cai đã có 19 nạn nhân tử vong do sạt lở đất đá, ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Yagi. Ở Yên Bái, nước lũ trên sông Hồng tiếp tục lên nhanh do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình tại thành phố Yên Bái. Đến 13 giờ 30 phút, các khu vực ven sông Hồng thuộc thành phố Yên Bái đang bị ngập sâu trong nước. Thành phố Yên Bái di rời tạm thời 3.500 hộ gia đình. Cũng theo thống kê thì đến trưa ngày 9 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 3 người chết do sạt lở đất. Mưa lũ cũng khiến cho 5.687 nhà bị sập đổ, hư hỏng, ngập úng. Diện tích cây trồng bị thiệt hại và ảnh hưởng là hơn 1.900 hecta. Về giao thông, trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều tuyến đường giao thông trục chính đi các huyện bị chia cắt do ngập úng, sạt lở, ta luy, cây đổ. Tại các địa phương, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt do sạt lở, ngập úng, không thể di chuyển. Nhiều xã, thôn, bản bị cô lập hoàn toàn. Một địa phương nữa cũng chịu ảnh hưởng lớn từ lũ quét sau hoàn lưu bão Yagi là tỉnh Hà Giang. Từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, tại tỉnh có mưa vừa, mưa to và rất to, gây nhiều thiệt hại, khiến cháu bé 4 tuổi tử vong. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều tuyến đường giao thông tại tỉnh bị sạt lở, các phương tiện giao thông bị cô lập, không thể đi qua các điểm sạt lở. Theo ước tính ban đầu, mưa lũ gây thiệt hại trên toàn tỉnh là khoảng 15,6 tỷ đồng. Tự chung, có thể khẳng định rằng thiệt hại mà cơn bão Yagi gây ra là cực kỳ lớn và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Trong lúc chờ siêu bão Yagi đổ bộ, cả nước hướng về những vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão với lòng mong mỏi thiệt hại, khó khăn do thiên tai sẽ ở mức thấp nhất. Nhưng mạng xã hội không chỉ có những lời cầu chúc hay là ước nguyện mà rất nhiều sự giúp đỡ thiết thực đã được đưa ra. Nổi bật nhất là những thông báo hỗ trợ chỗ ở, nơi trú, tránh bão cho người dân lao động ngoại tỉnh, người vô gia cư hay là người lỡ độ đường, hoặc là các gia đình sống trong khu vực thiếu an toàn. Trong đó có chị Nguyễn Phương Anh, 30 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Gia đình chị có 2 căn hộ chung cư nằm ở trên đường Nguyễn Tuân. Họ sống ở căn hộ tầng dưới, còn căn hộ tầng trên rộng khoảng 100m² với 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh vẫn đang bỏ trống. Họ muốn dành căn hộ này cho 15 người lao động đến trú nhờ trong thời gian Hà Nội chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ngay sau khi chị Phương Anh đăng tải về những nguyện vọng này, một số diễn đàn mạng xã hội đã giúp lan tỏa thông điệp và rất nhanh, những người cần tìm nơi trú bão đã tìm đến. Hàng xóm xung quanh cũng cho mượn thêm chiếu,
chăn, hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Không chỉ mời hơn chục người lạ chú Bão ở nhà của mình, vợ chồng chị Phương Anh còn sẵn sàng bỏ tiền thuê taxi để họ có thể tới. Câu chuyện về lòng tốt của họ được chia sẻ và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến cho hàng vạn người xúc động. Những tấm lòng như là chị Phương Anh không hề hiếm. Tại nhà của chị Kim Oanh ở Vĩnh Phúc, Ba Đình cũng đã có hơn chục người tránh bão. Từ chiều ngày 7 tháng 9, chị Oanh đăng tải thông tin có ngôi nhà trống, sức chứa khoảng 15 người, đã có đồ ăn nước uống cho ai cần có thể ở tạm 2 ngày bão và mong mọi người chia sẻ giúp. Bất ngờ là ngay sau đó rất nhiều người đã liên hệ nên Oanh cảm thấy việc làm của mình là muộn nhưng có ích. Được chị truyền cảm hứng, người em gái ở 19 Hàng Thùng cũng đang mở cửa đón người khó khăn. Thấy bão ngày một to, mái tôn bay nhiều quá, Nguyễn Phượng, 32 tuổi, ở gần chợ Bông Đỏ, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, cũng chia sẻ rộng rãi trên mạng thông tin ngôi nhà trống 7 phòng, sức chứa 30 người của mình. Hoàng Thúy cũng mở căn chung cư gần 100m2 để trống ở Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân để đón mọi người về tránh bão. Trên Facebook tối ngày 7 tháng 9 có rất nhiều thông báo dành chỗ ở cho những đồng bào đang cần. Trên diễn đàn Ô Tô Cộng có một bài đăng tập hợp những địa chỉ có thể đón người đến trú bão ở Hà Nội, giúp kết nối bên cần nơi ở và các nhà hảo tâm. Trong hơn 400 bình luận phía dưới bài viết này có rất nhiều bình luận ghi rõ địa chỉ, số căn phòng còn trống và số người có thể đón nhận cùng với số điện thoại để liên lạc. Ngoài chỗ ở, các nhà hảo tâm bao gồm cả các cá nhân và các cơ sở kinh doanh còn chuẩn bị sẵn đồ ăn và các phương tiện sinh hoạt cơ bản. Sự đoàn kết cùng nhau vượt qua cơn bão đã là một câu chuyện ý nghĩa được cộng đồng mạng xúc động chia sẻ. Đó là khoảnh khắc ô tô đi chậm để dìu xe máy qua cầu Nhật Tân Hà Nội trong cơn cuồng phong trưa ngày 7 tháng 9. Thấy những người đi xe máy di chuyển khó khăn vì gió mạnh ở độ cao lớn như muốn xô ngã cả người và xe, nhiều tài xế ô tô đã chủ động đi chậm lại để chắn gió, giúp họ vượt qua cầu an toàn. Một đoạn clip tương tự cũng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội vào tối ngày 7 tháng 9, ghi lại cảnh hai ô tô con cùng nhau che chắn cho một xe máy đi qua cầu vượt ở Hà Nội. Ngoài ra, trong thời gian bão Yagi hoành hành, cư dân mạng cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc ấm tình người khác, cho thấy lòng vị tha, sự đoàn kết, yêu thương nhau của đồng bào Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ có thể kể đến như là chuyện anh công an ở phường Yên Sở đến giúp người dân neo đơn, hay một bà cụ liêu xiêu dắt xe đạp qua cầu, được một tài xế ô tô chở cả người lẫn xe đưa về nhà cách gần 10 km. Cơn bão Yagi kinh hoàng đã đi qua, để lại những hậu quả và mất mát nặng nề cả về người lẫn của. Tuy vậy cũng phải nói rằng, chính nhờ sự dự đoán được từ trước quy mô và ảnh hưởng của bão, mà các tỉnh thành trực tiếp chịu ảnh hưởng đã có phương án đối phó cụ thể. Nhờ vậy, thiệt hại mà bão gây ra tuy lớn, nhưng đã được giảm thiểu đi rất nhiều. Có lẽ điều quan trọng hơn cả mà chúng ta đã thấy được qua những ngày vừa rồi, chính là tinh thần san sẻ đùm bọc, lá lành đùm lá rách giữa mọi người với nhau. Chính trong những lúc khó khăn hoạn nạn, tinh thần ấy lại càng sáng rõ. Có lẽ chính đó mới là phương án hữu hiệu và mạnh mẽ nhất của con người khi đối mặt với những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.